13 cách làm giảm đau bụng kinh nhanh chóng trong ngày đèn đỏ. Đau bụng kinh luôn là vấn đề khiến chị em lo lắng mỗi khi bước vào kinh nguyệt, bởi nó khiến phụ nữ phải trải qua những cơn đau quằn quại, ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe sinh sản. Dưới đây là 13 cách giảm đau bụng kinh nhanh nhất mà các chuyên gia phụ nữ sức khỏe cộng đồng chia sẻ giúp chị em có những ngày đèn đỏ dễ chịu hơn. Đau bụng kinh là hiện tượng co thắt tử cung để đẩy kinh nguyệt ra ngoài nhiều phụ nữ trước và trong kỳ kinh nguyệt. Đối với một số người, đau bụng kinh thường âm ỉ và khó chịu, còn một số chị em thì xuất hiện những cơn đau quằn quại và có thể gây ngất. Nguyên nhân gây nên đau bụng kinh. Đau bụng kinh là tình trạng rất phổ biến và có thể ảnh hưởng đến phụ nữ ở mọi lứa tuổi. Bạn có thể kiểm soát bệnh này bằng cách tìm hiểu nguyên nhân để có thể giảm thiểu được các nguy cơ. Đau bụng kinh cũng có thể do các yếu tố sau đây gây ra. Do cơ chế ăn uống sinh hoạt không hợp lý. Trong kỳ kinh nguyệt, ăn nhiều đồ lạnh, uống nước lạnh, uống ít nước không giữ ấm cho bụng là một trong những nguyên nhân thường gặp nhất gây nên tình trạng đau bụng kinh. Do vận động mạnh hoặc ít vận động trong thời kỳ kinh nguyệt, những phụ nữ vận động mạnh, chạy, nhảy hoặc làm việc vận năng ít vận động hoặc ngồi một chỗ là nguyên nhân gây nên đau bụng kinh. Hẹp cổ tử cung. Ở một số phụ nữ, hẹp cổ tử cung có thể cản trở dòng chảy kinh nguyệt, tăng áp suất bên trong tử cung và gây đau đớn. Do yếu tố nội tiết, sự gia tăng bất thường progesterone và gia tăng prostaglandin trong máu tác động đến cơ tử cung bất thường nên gây đau bụng kinh. U xơ tử cung, tình trạng phát triển các tế bào không bị ung thư trong toàn tử cung có thể là nguyên nhân gây nên da đau đớn. Những bất thường ở tử cung như tử cung phát triển không tốt, vị trí của tử cung không bình thường, tử cung lùi về phía sau hoặc quá ngả về phía trước cũng sẽ ảnh hưởng đến sự lưu thông của máu và gây nên đau bụng kinh. Bệnh viêm vùng trậu, bệnh viêm nhiễm của cơ quan sinh dục nữ thường do vi khuẩn lây truyền qua đường tình dục gây ra. Sau đây là những cách giảm đau bụng kinh nhanh nhất trong ngày đèn đỏ cho chị em phụ nữ. Uống nước ngải cứu. Ngải cứu có tác dụng điều hòa kinh nguyệt, chữa đau bụng kinh hiệu nghiệm. Bạn gái có thể lấy lá ngải cứu giã nát và vắt lấy nước uống 2 ngày mỗi lần. Trong trường hợp không thể chịu được vì vị đắng của loại rau này, bạn có thể thêm ngải cứu vào trứng rán hay hấp cách thủy. Vào những ngày này, bạn cũng nên chú ý điều chỉnh chế độ ăn uống của mình. Hãy bổ sung thêm các loại hải sản, rau quả, trái cây chứa vitamin C, B6, E như đu đủ, bông cải xanh, gạo lứt. Đồng thời giảm các loại thức ăn chứa nhiều tinh bột, chất béo, thực phẩm chế biến sẵn. Chườm nước ấm vào bụng. Khi bị đau bụng kinh, bạn có thể lấy một ít nước ấm cho vào bình thủy tinh hoặc bình cao su rồi chườm lên vùng bụng dưới. Đây là cách giảm đau được nhiều áp dụng vì nước ấm sẽ giúp cho tử cung co thắt nhịp nhàng, khiến máu kinh được đẩy ra bên ngoài dễ dàng, giúp cơn đau dịu lại. Chữa đau bụng kinh bằng cách uống nước ấm hoặc trà gừng. Vào những ngày có kinh, bạn nên uống nước ấm và trà gừng. Nó tác dụng như túi chườm nóng. Một cốc nước ấm khoảng 250ml giúp các cơ bụng được thả lỏng. Vệ sinh vùng kín sạch sẽ. Vệ sinh vùng kín vào những ngày này là việc làm rất cần thiết, tránh làm việc nặng hay quá sức. Không nên sinh hoạt tình dục cho những ngày này giúp bạn làm giảm đau bụng kinh. Việc vệ sinh vùng kín sạch sẽ giúp tránh các vi khuẩn cũng như các tác nhân có hại dễ dàng xâm nhập gây ra các bệnh viêm nhiễm. Cách giảm đau bụng kinh bằng thiền. Thiền là cách giảm đau bụng kinh nhanh nhất bởi nó sẽ giúp tâm trí của bạn vượt qua cơn đau. Các chuyên gia đánh giá rất cao về công dụng của ngồi thiền để chữa đau bụng kinh. Không chỉ tác động lên thần kinh mà nó còn cân bằng lại hormone để giảm đi những triệu chứng đau. Ăn các loại trái cây có tác dụng giảm đau bụng kinh. Ăn chuối, theo nghiên cứu của các chuyên gia thực tế, thiếu kali có thể là gây nguyên nhân gây đau bụng ở phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt. Trong khi đó, chuối là một trong những thực phẩm dồi dào kali. Ăn táo. Táo có chứa enzyme bromelain giúp giảm đau, đặc biệt là đau bụng kinh. Uống trà thảo dược. Trà bạc hà, hoa cúc, chamomile là những thức uống có tác dụng làm giảm cơn đau bụng. Điều duy nhất bạn cần nhớ đó là một cốc trà nóng và bốc hơi. Massage. Massage không những có tác dụng